Chào mừng quý vị các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của Fuji Auto trong một ngày trời mưa gió. Hôm nay thì một ngày thời tiết gọi là đầu cuối tháng 2. Vâng, cuối tháng 2 và năm nay thì thời tiết cũng khá là khắc nghiệt. Với thời tiết mưa nắng thất thường như thế này ở thị trường Việt Nam thì đây là một mẫu xe mà chở được 8 người ngồi rộng rãi tiện lợi dành cho các bác luôn. Toyota Innova G 2015 form mới, xe đẹp, cứng, không hề lỗi. Vừa về cửa hàng Fuji Auto và con này là biển thủ đô nha các bác nhá. Quá yên tâm luôn, quá uy tín luôn. Xe đẹp 2015, lăn bánh được 7,8 vạn. Toàn bộ nội thất xe vẫn còn tươi và đồng sơn xe thì đều. Một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe dẫn động cầu sau, khỏe lành, chạy rất là chắc chắn luôn. Và chiếc xe này thì bên em đã rút hồ sơ rồi. Giờ là các bác về là chỉ có việc sang tên bấm biển thôi. Dòng xe Toyota Innova là một cái dòng xe rất là lành với khối động cơ 2.0, khỏe, chạy đường trường rất là ok. Leo đèo, leo núi các thứ thì thoải mái. Và xe này thì nói chung là số tự động rồi, các bác đi thì rất dễ dàng sử dụng luôn. Chiếc xe này thì em đang bán với cái mức giá là 456 triệu đồng, có bớt cho các bác nhá. Vâng, có bớt cho các bác một chút lọc lá. Và dòng này thì cũng là một cái dòng xe chạy ổn định. Lốp dép của xe thì dày cả dàn, la răng đúc, đấy, phanh đĩa hai bánh trước và tăng chống đằng sau. Và con này thì được cái là có ABS đầy đủ rồi. Túi khí an toàn cho cả người lái và người ngồi bên cạnh. Còn nội thất ghế da của xe thì sờ rất là mềm mịn luôn. Đăng kiểm của xe còn dài đến tháng 10 năm 2023. Và đồng hồ công tơ mét là lăn bánh 7,8 vạn, xe cứng. Đấy, xe này thì nói chung là thiếu mỗi cái giá nóc thôi, còn đâu là full option rồi. Kể cả là màn hình, cam lùi, rồi đuôi gió các thứ là đầy đủ. Xi nhan tích hợp trên tay gương, có điều chỉnh điện đầy đủ cho các bác nhá. Dòng này thì nói chung là các bác mua về có thể là chạy dịch vụ cũng được, hoặc là chạy gia đình thì quá ok. Gia đình nào đông người chạy con xe như thế này thì cực kỳ là tuyệt vời, vì vừa rộng rãi tiện lợi bên trong, thoáng đãng bên ngoài, mà các bác đi tránh mưa tránh nắng cũng thoải mái luôn. Form mới, xe đẹp luôn các bác nhá. Vâng, cái form 2015 cũng là một cái form mà được rất nhiều người ưa chuộng luôn. Và chiếc xe này thì nói chung là một chiếc xe cũng rất là dễ dàng bán và giữ giá. Con này thì các bác mua, ví dụ như bây giờ các bác mua 456 thì mỗi năm các bác chỉ mất khoảng gần khấu hao khoảng 20 triệu thôi. Rất là rẻ, và cái dòng này thì nó giữ giá, nó không bị xuống giá nhiều như các cái dòng xe của Hàn Quốc. Và đây cũng là một mẫu xe của Nhật, lành bền, 2.0, khỏe. Hầu như là những ai mà chạy đường trường là họ đều sử dụng những cái mẫu xe như thế này. Vì những cái mẫu xe này thì nói các bác là đúng là không bao giờ biết hỏng luôn. Nó rất là lành. Nó không như những cái dòng xe động cơ yếu, máy kém. Và con này thì sử dụng hệ dẫn động cầu sau các bác nhá. Rất là khỏe luôn. Chạy đường đèo núi các thứ là ok. Đấy, sơn sườn tôn vỏ của xe thì căng cứng luôn. Và chiếc xe thì mang màu sơn bạc đẹp căng luôn. Nội thất bên trong xe là màu kem sáng. Và tất cả các chức năng của xe thì hoạt động hoàn toàn bình thường. Xe đảm bảo cho các bác là không có đâm đụng, không tai nạn ngập nước, không va chạm phạt nguội. Đấy, xe rất là đẹp, cứng nhá. Và chiếc xe này thì em đang bán với cái giá rất là hời rồi. Nên là bác nào mà quan tâm thì mời các bác có thể là qua cửa hàng xem xe trực tiếp tại Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Đấy, một mẫu xe lành bền, 8 chỗ ngồi rộng rãi. Con này thì được cái là máy số thì còn zin, xe còn cứng và chất xe thì ổn định luôn cho các bác. Đấy, bác nào mà quan tâm đến cái dòng xe này thì bên em Fuji Auto là chuyên những cái dòng xe Innova giá rẻ. Đấy, xe ngon mà giá thì rẻ, nên là các bác nào quan tâm thì cứ qua trực tiếp cửa hàng xem xe. Đấy, một mẫu xe ngon, lành, bền, rẻ luôn cho các bác nhá. Mặt catalan của chiếc xe thì các bác nhìn ạ, form 2015 đẹp này. Form 2016 thì thực sự là nói các bác nó không được hầm hố như này đâu. Nó yểu điệu hơn một chút. Đấy, thế còn về phần đèn của chiếc xe thì là đèn của chiếc xe là sử dụng bóng halogen. Đèn căng sáng và không hề có ố vàng, không hề rạn nứt. Đấy, thời tiết đang mưa, lau phát cái là hết nước này. Nước đọng nha các bác nhá. Đấy, bầu đèn căng sáng rồi, đều và không hề có lỗi luôn. Con này thì sử dụng đèn halogen zin nguyên bản, không độ chế cháo gì cả. Còn phần cản dưới thì là chiếc xe là sử dụng đèn halogen công suất nhỏ. Đấy, khả năng chiếu sáng cũng rất là tốt. Và cản sơn thì xe đều đẹp, không hề có chảy xước nhá. Đấy, con này nói chung là được cái là cản trước của xe là đẹp đều luôn này. Đấy, không hề có lỗi lầm, không hề có đâm va nhá. Các cái mấu nan của xe nó còn nguyên. Đấy, các bác nào mà muốn xem kỹ, các bác có thể là dừng hình, sau đó các bác zoom màn hình lên là ok nhá. Em để chế độ 4K các bác xem thoải mái luôn. Đấy, đèn bên phụ cũng thế ạ. Toàn bộ đèn bên phụ à, các bác nhìn ạ. Bóng đèn căng trong luôn này. Và nó chỉ đọng nước thôi. Đấy, cái này lau cái là sạch ngay. À, cái này là hiện nay là nước mưa, đang mưa nhá, thời tiết đang mưa đây các bác nhìn này, lắp tôn capo này, nó còn đọng mưa này. Một chiếc xe tránh mưa tránh nắng cho mọi gia đình. Vâng, đi lại thì vừa gia đình đông người các bác đi thì rất là ok. Và các bác đi lại những chiếc xe như thế này thì nói chung là lành bền mà không bao giờ phải lo là cứu hộ giữa đường. Và cái dòng xe này cũng là một cái dòng xe Nhật Bản được rất nhiều người ưa chuộng nhá. Các bác nào mà quan tâm thì có thể là qua trực tiếp cửa hàng xem xe.
Đấy, tại Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Bên em thì nói chung là những cái dòng này thì là những cái dòng xe giá rẻ rồi. Các bác đi thì quá ok. Đấy, luật là sạch sẽ, xe cứng cáp, lốp dày. Con này thì được cái là dàn lốp của nó là 2022, lốp dày mới luôn. À, 2022 này các bác ạ. À. Đấy, lốp 205, 65, la răng 15 là la răng đúc phay nhá. Cái la răng này của nó cũng rất là đẹp. Đấy, phanh đĩa trên hai bánh trước và đằng sau là phanh tăng trống. Còn phần cua lốp của xe thì không có mục mọt đâu. Đấy, các bác nhìn này, cua lốp này. Nó như thế này mà, và không hề mục mọt tí nào. Xe đẹp cứng luôn. Đấy, không hề mục mọt một chút nào luôn này. Đẹp cứng cáp luôn nhá. Sơn sườn là căng đét. Đấy, và xi nhan thì tích hợp trên gương. Gương chiếu hậu của xe là có điều chỉnh điện đầy đủ cho các bác nhá. Và tôn sườn này. Đấy, tôn sườn chắc chắn luôn. Đấy, tay nắm cửa chắc. Và con này được cái là cái dòng này thì nó là chắc chắn rồi. Đấy, chỉ keo bao zin, chỉ keo là bao zin cho các bác toàn bộ nhá. Con này thì không mất một phân đi keo chỉ nào. Còn về phần tappi của xe là tappi nhựa căng này. Cái này thì nó sạch sẽ rồi, không cần phải trình bày. Đời 2015. Đấy, tông xe nó vẫn còn rất là tươi. Đấy, kính điện lên xuống là bình thường. Kính này thì không dán phim cách nhiệt các bác nhá. Còn các kính còn lại là dán phim bình thường. Đấy, dán phim bình thường. Và cái hoạt động của kính thì vẫn còn hoạt động hoàn toàn ok. Đấy, kính các thứ là ok này. Đấy, các bác nhìn nhá. Đấy, xe ngon, đồ nó chất như vậy mà. Con chân của chiếc xe là đang là chân nỉ cái này nhá. Đấy, chà, cái này phím. À đây, có bấm, có lên xuống. Đấy. À, chân của chiếc xe là trần nỉ tương đối là sạch sẽ. Bác chủ về bác ấy không bọc ni lông nên là trần của nó thì còn nguyên như thế này đây. Đấy, vẫn còn rất là sạch sẽ. Nội thất bên trong xe là ghế da này. Đấy, ghế da màu xám. À, cái ghế này sờ cũng tương đối là mềm. À, tuy nhiên là nó thiếu cái thoáng lưng, nhưng mà cái này nguyên bản của nó cũng vậy thôi. Đấy, da này, da căng luôn. Đấy, căng sáng. Và cái da này là da ốp theo màu nhá, màu tappi này. Đấy, các bác nhìn nhá. Còn về phần mặt trước của xe, táp lô của xe thì sạch sẽ và không có khoan đục khoan lỗ gì cả. Đây các bác nhìn này. Đấy, nó còn sạch như thế này. Đẹp đều, xe đồng hồ order là 7.8 và vô lăng đây. Đấy, vô lăng này. Các cái phần này của nó là còn nguyên. Đấy các bác nhìn nhá, nó vẫn còn màu rất là đẹp. Đấy, không hề có bị lì mòn một tí nào, kể cả các cái phần tay vô lăng này. Đấy các bác nhìn này. Đấy, nó còn nguyên. Đấy, xe này được cái là chất chủ giữ xe rất là tốt. Đấy, toàn bộ khâu da của xe vẫn còn đẹp. Và củ số cũng thế này. Đấy, các bác nhìn củ số này. Đấy, nó còn luột là như thế này cơ mà. Và chiếc xe này thì có gắn một cái màn hình rồi, Android rồi, có cam lùi cho các bác, thế là quá yên tâm. Còn tay phanh được cái là con này tay phanh gần như mới tinh. Đấy, phần bên ốc bản lề đây các bác nhìn là ốc bản lề này đều đẹp luôn. Ốc bản lề đây nhá, chưa có động chạm dấu ốc này, còn nguyên này. Đấy, ốc còn nguyên, chưa tháo mở, keo chỉ cánh ok. Bên này cũng thế này. Đấy các bác nhìn này, chỉ cánh ok, sơn si đẹp đẽ này, sạch sẽ luôn. Một chiếc xe đời 2015. Vâng, chất vẫn còn tương đối là mới. Và con này được cái là xe số tự động gia đình người ta đi nên là rất là giữ gìn. Đấy, bàn đạp chân phanh chân ga của xe còn ngon căng luôn này. Đấy. Và cái dòng này là một cái dòng xe giá rẻ cho mọi nhà. Đấy, có hơn 400 triệu các bác ạ. Vâng, thì các bác đã sở hữu ngay được một chiếc xe gia đình. Chạy rất là sướng luôn, mà đặc biệt là rất là rộng rãi tiện lợi cho cả hàng ba hàng ghế. Đây, cái hàng ghế thứ hai này, cái khoảng để chân nó rất là rộng nhá. Và cái dòng này thì nói chung là ngồi là bao giờ cũng rất là thoải mái. Innova là một cái dòng xe mà khẳng định với các bác là 100 bác tài thì khẳng định là 100 bác đều khẳng định đây là một cái dòng xe rất là ngon, chạy ổn và không hề ít khi bị lỗi luôn. Đấy, lốp xe cua lốp này các bác nhỉ. Cua lốp nó còn sạch sẽ như thế này. Đấy, các bác nhìn chưa? Cua lốp này, sắt xi này. Đấy, sạch sẽ, sạch căng luôn. À, không hề lỗi nhá. Đấy, sơn sườn xe đẹp này. Và phần hậu sau thì các bác nhìn đèn hậu sau đây. Vâng, con này thì đây, đèn hậu đây, căng sáng này. Đấy, bóng căng sáng luôn. Đấy, đèn hậu đây. Đấy, các bác nhìn nhá, đèn hậu này. Đẹp đều, sạch sẽ này. Đấy, còn các cái phản quang thiết kế kèm bên này. Đấy, còn nguyên. Và cánh này thì ta sẽ mở ra. Đây là một chiếc xe chạy rất là ổn định. Cái dòng này nó chạy lành và nói chung là tiết kiệm nhiên liệu. Đấy. À, khoảng ghế đằng sau thì đang hạ nhá, nên là các bác có một cái khoảng để đồ cực kỳ là rộng rãi tiện lợi luôn. Từ đây vào trong kia là 1m2, từ dưới lên trên là cũng hơn 1m và chiều ngang 1m2, thành ra là các bác có thể để được cực kỳ nhiều đồ luôn. Tiện lợi. Đấy, và kích lốp đồ nghề của nó là còn nguyên này. Đấy, còn nguyên đây nhá.
Thế còn về các cái phần ốc này, chuẩn chỉ luôn này. Đấy, và đinh hàn đây, đinh hàn này nó còn nguyên này. Đấy, các cái đinh hàn này là đao bao zin các bác nhá. Kể cả lên các cái con ốc này, ốc cái ốc cửa sau này nó chưa tháo mở tí nào này. Đấy, bên này cũng thế này. Đấy, chưa hề tháo mở tí nào. Xe chạy rất là cứng cáp luôn. Nói chung là cái dòng này là cái dòng xe giá rẻ. Vâng, dòng xe 7 chỗ giá rẻ mà xe thì gia đình nên là đi rất là chắc chắn. Đấy, chỉ đây. Đấy, các cái lỗ chỉ đây nó còn nguyên này. Đấy, các bác nhìn nhá. Vâng. Một chiếc xe 2015 luật là mà giá thì rất là thơm. Đấy. Đuôi gió này kết hợp với đèn phanh trên cao. Và trên này thì thiếu giá nóc. Đấy, nóc của nó đây. Đấy. Bên này lốp này, các bác nhìn này, đây là lốp Supermai của Kumho. Lốp 2022. Đấy, còn nguyên nhá, lốp mới nhá. La răng phay thì chỗ này hơi xước tí, còn đâu không vấn đề gì. Đấy. Cua lốp này, sạch như này, sạch như mới luôn các bác ạ. Sắt xi lòng lốp, cua lốp này. Sạch như mới luôn. Đấy, các bác nhìn nhá. Và hàng xịn sò nhìn nó thích ngay. Và sơn sườn đây các bác nhỉ. Con này thì bên em cũng đã xì tút xì tát lại rồi, về để cho các bác đi lại cho nó yên tâm thôi. Đấy. À, keo chỉ đây, chất chỉ này. Đấy, chỉ zin này. Chỉ nguyên bản nhá, chỉ cánh là nguyên này. Đấy, các bác nhìn chất chỉ này. Và tapi đây. Đấy, tất cả các chức năng của xe thì hoạt động hoàn toàn bình thường. Và con này nói chung là một cái dòng xe mà điều hòa vùng trên này các bác ạ. À. Điều hòa cửa gió vùng trên độc lập nhá, riêng biệt bằng cái phím gạt này. Và cái này thì nó rất là mát. Nói chung là đi đường trường thì cái hàng ghế thứ hai với hàng ghế thứ ba là không bao giờ phải lo nóng. Nóng bức như những cái dòng xe của Nissan Grand Livina đấy ạ. Hoặc là những cái dòng xe 7 chỗ bây giờ thì nhiều con là không có cái cửa gió điều hòa vùng sau. Dẫn đến là khi mà ngồi trong xe thì hơi nóng bức và rất là khó chịu. Thế nhưng mà những chiếc xe như thế này quá ok. Vừa rộng rãi tiện nghi, lại tất cả các cái chức năng điều hòa rồi âm thanh các thứ của xe là đều ok hết. Đấy, các bác đi những cái dòng này thì quá yên tâm luôn. Bản lề đây, bản lề này thì có chạm ốc này, nhưng mà cái này thì không vấn đề gì các bác nhá, chủ yếu là tôn cánh của nó là còn nguyên. Đấy, cái chuyện là sơn si, đấy các bác nghe tiếng tôn đấy ạ, cái chuyện mà tháo ra sơn si lại là chuyện bình thường. Còn đâu về chất là đảm bảo là xe là không có đâm đụng, thế là ok, không đâm đụng, không va chạm. Đấy, các bác nhìn ạ, vâng. Đấy, lòng lốp của xe này, đấy nó còn ngon như thế này, đấy còn nguyên. Và em này thì đến đăng kiểm là tháng 10 năm 2023 nhá. Một chiếc xe rất là cứng, form mới đời 2015. Đẹp căng đều. Và chiếc xe này thì nói chung là máy chạy rất là ổn luôn, êm. Đấy, động cơ máy êm. Với lại dòng này thì chạy như này chưa là cái gì các bạn. 7 vạn 8 thì thực sự là chưa là cái gì cả. Vâng. Dòng động cơ VTI là một cái dòng động cơ nó rất là lành. Đấy, xem nào. Tích hợp, ô cái màn này mà không thấy tích hợp này. Cái này thì em sẽ kiểm tra lại các bác nhá. Khi có màn thì hầu như là sẽ có tích hợp với cam lùi. Thế nhưng mà cái này thì đang không thấy. Cái này sẽ kiểm tra và chỉnh sửa. Còn đâu các bác có thể nhìn các cái cụm phím này. Đấy, có cụm phím này. Đấy, cụm phím này nó còn mới như này. Đấy, các bác nhìn nhá, phím còn mới tinh rồi. Bên này như thế này. Đấy, cái phím nó còn mới như vậy. Xe còn ngon và chạy rất là chất. Nói chung là cái dòng này thì các bác về các bác đi thì quá yên tâm luôn. Đấy, xe gia đình chạy quá ổn định. À, các bác nhìn khoang động cơ của chiếc xe này. Chiếc xe này thì đang sử dụng động cơ 2.0 1 TLAT số tự động nha các bác nhá. Máy của nó là máy zin, máy nguyên bản vẫn còn nguyên. Đấy, mặc dù là có chỉnh sửa một chút những cái mà kiểu như kiểu là ốc ác theo năm tháng thời gian bảo dưỡng, nhưng mà cái này là máy còn zin nguyên nhá, keo còn nguyên này. Đấy, các bác nhìn keo kỹ thuật còn nguyên này. Đấy, và bên này đấy, các cái phần ốc tai bên này là còn nguyên. Đấy, xe rất là cứng và máy thì tương đối là êm. ABS đầy đủ này. Đấy, bơm lọc dầu rồi ắc quy thì con này hơi nhỏ, nhưng mà ắc quy này là dùng ok, chỉ cần nổ lên là chạy thôi, chứ còn chức năng của ắc quy không phải mục đích là gọi là sử dụng trong cái quá trình chạy, mà là chỉ cần phục vụ lúc đề nổ, nên là ắc quy này là ok đó. Vâng, thế còn các cái phần răng này của nó là còn nguyên này. Đấy, các bác nhìn này. Và kể cả các cái phần đây, tai đèn đây con đẹp như thế này mà. Đấy, tai đèn còn rất đẹp nhá. Và chất xe thì nói chung là tương đối là cứng. Các bác đi những cái con này thì quá yên tâm luôn. Quá yên tâm về độ chất luôn. Đấy, các bác nhìn nhá. Ốc cabo là chưa có tháo mở. Keo chỉ cabo là còn zin.
chất xe thì tương đối là cứng cáp luôn đấy các bác ạ. Và những ai yêu thích cái dòng xe Toyota Innova thì đây là một mẫu xe ok cho các bác nhá. Gầm này, các bác nhìn gầm này. Đấy, gầm cực đẹp luôn. Sáng đẹp luôn. Và không hề lỗi. Đấy, hộp sơ cua treo đây. Gầm rất sáng các bác nhá. Gầm sáng không mục mọt gì cả. Chỉ đi điểm theo thời gian thôi. Và chiếc xe này thì bên em đang bán cái giá chỉ có 458 triệu đồng thôi. Nên là bác nào mà quan tâm thì có thể là mời các bác qua cửa hàng xem xe và trải nghiệm luôn. À, 456 triệu nhé. Vâng. Con này thì 456 triệu thôi. Số tự động zích zắc, rất là an toàn khi mà sử dụng. Đấy. Không gian bên trong xe thì rộng rãi, tiện nghi, lái cũng rất là thoải mái. Con này trợ lái tốt, nói chung là tất cả các hệ thống thì hoạt động hoàn toàn bình thường và không hề có lỗi. Đấy, vòng cua trông thì xe dài vậy nhưng vòng cua nó rất là nhỏ, thoải mái luôn. Đấy, và xe thì bên em đang bán cái mức giá rất là hời, nên là bác nào mà quan tâm thì có thể là qua cửa hàng xem xe trực tiếp tại Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng nhá. Một chiếc xe đẹp luật là mà không có đối thủ về độ chất. Đấy, Toyota Innova đời 2015. Giá em đang bán là 456 triệu đồng. Quá yêu cho một chiếc xe tuyệt vời. Vâng, cảm ơn các bác. Và hẹn gặp lại các bác tại Vũ Di Ô Tô, chuyên các cái dòng xe Innova giá rẻ. Xin chào. Vũ Di Ô Tô, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.